Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time, phát sóng hàng tuần. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Việc sản xuất dự án anime mới cho series Macross đã được công bố và bộ phim được phụ trách bởi Studio Sunrise. Cho các bạn chưa biết, thì Macross là một bộ phim được sản xuất bởi Studio Nue và Atlan vào năm 1982, xoay quanh lịch sử giả tưởng của trái đất và con người sau năm 1999. Vậy là sau 41 năm, bộ phim đã chính thức trở lại với diện mạo mới và một studio hoàn toàn mới. Với sự thay đổi này, điều gì mới mẻ sẽ chờ đón phía trước? Hãy cùng Weibo Time chờ xem nhé! Tiếp theo đây sẽ là một bộ anime isekai mà mình khá là ấn tượng, No Longer Allowed in Another World. Phim sẽ được lên sóng vào năm 2024 với một cốt truyện mới lạ khi mà nó kể về một nhân vật nam chính đang khao khát được chết, bỗng nhiên lại bị isekai sang thế giới khác. Và khi isekai rồi thì hắn lại tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là tìm một nơi hoàn hảo để chết. Thế rồi câu chuyện tìm kiếm cái chết lại được diễn ra theo một cách cực kỳ oái âm. Nối tiếp tin về các bộ anime mới thì một cái tên cũng khá được chú ý, đó là Hanano Ikun to Koi no Yamai. Dự kiến đây sẽ là một bộ phim thuộc thể loại học đường ngọt ngào đáng coi nhất trong năm sau mà bạn không thể nào bỏ lỡ. Cuối cùng trong danh sách chính là một bộ anime thuộc thể loại Yuri sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới, có tên là Hoshikuzu Telepath. Nội dung của bộ phim này thì sẽ kể về một cuộc gặp gỡ của một cô bé người trái đất ít nói và một cô nàng người ngoài hành tinh đầy năng động. Liệu khi họ gặp nhau, những câu chuyện thú vị nào sẽ xảy ra? Tiếp nối với bản tin ngày hôm nay thì chúng mình sẽ điểm qua một số bộ anime đáng chú ý như sau. Đầu tiên là My Happy Marriage sẽ được lên sóng vào ngày 5 tháng 7 tại Nhật Bản và Netflix sẽ là bên chịu trách nhiệm phân phối trên toàn thế giới. Một bộ anime isekai khá là bựa nếu như việc chuyển sinh thành chó hay là chuyển sinh thành máy bán hàng tự động đã làm các bạn cảm thấy quái dị thì bây giờ lại xuất hiện thêm một bộ cũng quái dị không kém, đó chính là chuyển sinh thành lợn. Và cái bộ phim thuộc hàng độc lạ này sẽ được lên sóng vào mùa thu của năm nay, tức là sẽ rơi vào khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 12. Một bộ anime cũng thú vị không kém, đó chính là Hataraku Mausama cũng đã tung ra trailer mới cho mùa thứ 3 của dự án. Bên cạnh đó, video cũng xác nhận rằng bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 13 tháng 7 sắp tới đây. Một bộ phim mà bọn mình đã từng nhắc đến trong những bản tin trước, đó chính là Tsukinako ga Megane o Wasureta. Mới đây đã tung ra trailer thứ 3 và bộ phim này sẽ được lên sóng vào ngày 4 tháng 7 sắp tới. Theo đó, trailer của Gái Quên Kính đang khiến rất nhiều fan romcom phải phấn khích vì animation trông rất bóng bẩy và những phân cảnh dynamic ảo không kém gì Komi không thể giao tiếp. Tuy nhiên, một số người cũng tỏ ra lo ngại cho chất lượng của anime khi mà studio sản xuất trước đó cũng làm ra khá khá anime khiến người xem mù mắt, điển hình như là Handshaker. Chuyển thể từ light novel ăn khách cùng tên Kusuriya no Hitorigoto hay còn được biết đến với cái tên là Dược Sư Tự Sự sẽ là tựa anime mà bạn không muốn bỏ qua trong năm nay. Được biết, anime sẽ được thực hiện bởi Toho Animation Studio và lên sóng vào tháng 10. Cùng với anime thì manga cũng đã bán được tổng cộng 8 triệu bản. Theo quan sát của bọn mình thì manga Dược Tự Sự tại Việt Nam cũng cực kỳ hot. Khả năng cao anime cũng sẽ là tâm điểm của sự bàn tán trong mùa này. Kimetsu no Yaiba, làng thợ rèn đang đi đến hồi kết và đã có một số thông tin rò rỉ cho biết rằng mùa thứ tư đang trong quá trình sản xuất, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm sau. Thông tin này sẽ được xác nhận sau khi mùa 3 kết thúc cuối tháng này. Nếu điều này là thật, thì liệu sẽ có một movie mới trước khi đến phần vô hạn thành không? Trên website chính thức của anime Eiyu Kyoshitsu vừa đăng tải trailer thứ hai cho bộ phim. Trailer cũng tiết lộ ngày ra mắt anime vào ngày 9 tháng 7 sắp tới. Tóm lại, nếu bạn có hứng thú với mô típ men giấu nghề thì đây là một bộ không nên bỏ qua. Manga Shadow House của tác giả Somato sẽ tạm nghỉ cho đến ngày 29 tháng 6. Cùng với đó, một buổi triển lãm nghệ thuật dành riêng cho Shadow House sẽ được tiết lộ trong ngày trở lại của manga. Nisekoi sẽ ra mắt thêm một phiên bản truyện bân cô mới, thêm phần kết lấy bối cảnh 10 năm sau của mạch truyện chính. Tác giả của manga Koito Uso hiện đang trong quá trình ra mắt một manga hoàn toàn mới trong tháng 7 của năm nay. Được biết, manga có tựa là Kareshi Tokidoki Kanojo. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tác giả của Tokyo Go, Sui Ishida đã tiết lộ rằng anh ấy đang thực hiện một dự án có tên là Chojin X mà không có bất kỳ trợ lý nào. Ishida đã phải vẽ 10 giờ mỗi ngày, có những lần đã phải vẽ 30 giờ liên tục. Tác giả của Elena vừa cho ra mắt một series light novel mới với tựa là Nanaga Yarakasu Gobio Mae, câu chuyện lấy bối cảnh của Nhật Bản hiện đại, kể về cuộc sống của ba nữ sinh trung học cá tính.
Series light novel Boogie Pop chính thức ra mắt tập tiếp theo sau 4 năm im hơi lặng tiếng. Đây là bộ light novel đã gần 25 năm tuổi và là một trong những series được giới phê bình đánh giá rất cao. Thậm chí Nishio Isin đã thừa nhận Boogie Pop là cảm hứng để ông sáng tác ra Bakemonogatari. Một series light novel khác cũng đã từng rất nổi tiếng là Hidano Ariel sẽ cho ra mắt tập thứ 39. Ngoài ra light novel ReZero cũng sẽ ra mắt tập thứ 34 vào tháng 6 này. Khả năng cao chúng ta vẫn có thêm anime về ReZero đấy. Như chúng ta đã biết, anime được tạo thành từ các hình ảnh vẽ tay hoặc vẽ máy nối tiếp nhau để tạo thành các đoạn phim. Âm thanh, hiệu ứng chuyển động cùng một loạt các yếu tố khác sẽ được thêm vào để tạo ra trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất cho khán giả. Đánh giá một cách tổng quát thì để làm ra một tập anime, tác phẩm đó sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Mới đây, một tạp chí Nhật Bản đã công bố chi phí để sản xuất chi tiết cho một tập anime. Bảng chi phí này tuy không đề cập rõ tên anime, nhưng nó liệt kê đầy đủ số tiền cần thiết cho từng công đoạn. Để có thể cho ra mắt một tập phim, cụ thể các bạn có thể nhìn chi tiết ở trên màn hình, với tổng số tiền là 31 triệu yên, tương đương với khoảng 5,27 tỷ cho một tập phim. Tuần vừa qua, phim hoạt hình đang thật sự lấn át trước hàng loạt phim bom tấn người đóng, với dẫn đầu doanh thu là Doraemon và Spider-Man Across the Spider-Verse. Trong đó, đáng chú ý, một bài đăng khá bẩn tưởi của một Twitter nào đó cho rằng phim Spider-Man đang chiếu được lấy cảm hứng từ chính phim Boruto. Tất cả bằng chứng mà bài đăng đưa ra chỉ là vài cái cắt cảnh trong phim và chúng không hề cho thấy sự liên hệ nào giữa hai câu chuyện. Từ đây, ta có thể thấy đây không phải là một người dùng kém hiểu biết mà chỉ là một cái arc clone của một kẻ nào đó lập ra để kiếm chuyện bú phêm từ tranh cãi của cộng đồng xoay quanh Boruto. Tuy nhiên, điều tệ nhất sau đó, rất nhiều trang báo bẩn không kém đã chia sẻ bài đăng này để bú phêm của một thằng bú phêm khác. Hiện thông tin này đã bú được hơn 12 triệu lượt xem trên Twitter và rất có thể còn gia tăng vì bộ movie này vẫn còn đang rất hot. Đáng buồn thay, bộ anime mà Spider-Man thực sự lấy cảm hứng lại chính là Evangelion, thì chẳng có ai bú cả. Nhân vật Penny Parker trong phim được sử dụng rất nhiều chất liệu từ phần đầu tiên của Evangelion. Nữ seiyuu Naomi Ozora, người lồng tiếng cho nhân vật Hana Uzaki trong Uzaki-chan đã tuyên bố kết hôn và mang thai vào tháng trước. Tuy nhiên, chính vì điều này đã khiến cho nữ seiyuu dính vào rắc rối lớn khi mà công ty chủ quản của cô thông báo sự kiện quyên góp cho dự án kỷ niệm khẩn cấp cho Naomi Ozora. Thông báo trên được đưa ra để các fan có thể đóng góp 5.500 yên, tương ứng với gần 900.000 đồng để gửi hoa và những lời chúc cho seiyuu. Sự kiện trên ngay lập tức bị phản đối kịch liệt từ phía cộng đồng vì họ cho rằng đây là một sự kiện đang lợi dụng các otaku. Các fan của Naomi cũng tỏ ra rất bất bình vì điều này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cô. Ngay sau đó, chủ tịch của công ty chủ quản đã phải hủy tất cả các thông tin liên quan đến sự kiện trên, kèm theo lời xin lỗi tới các fan trước khi scandal này hết cứu. Tháng 5 vừa rồi, Bocchi The Rock đã collab với tựa game thẻ bài Build Divide để cho ra các lá bài gồm 4 nhân vật nữ chính, đi kèm cả chữ ký của những seiyuu lồng tiếng tương ứng. Những thẻ bài limited này là cực hiếm, khả năng cao bạn phải tốn nhiều tiền hơn bất cứ con game gacha nào để có một lá bài thuộc franchise Bocchi. Chính vì thế, rất nhiều người may mắn đã kiếm được một lá bài này sẽ đem bán chúng lên trên mạng với một cái giá rất là cao. Một lá thường có trị giá khoảng 8 triệu Việt Nam đồng. Bất ngờ thay, giá trị của các nhân vật nữ trong Bocchi có thể sẽ không như các fan nghĩ, với Ikuyo Kita là đắt giá nhất khi tấm thẻ của cô có trị giá trung bình khoảng 16 triệu Việt Nam đồng. Xếp thứ hai là Bocchi có giá khoảng 15 triệu, đứng thứ ba là Nijika với giá là 12 triệu và cuối cùng là Rio với giá là 5 triệu, thấp hơn rất nhiều so với các nhân vật khác. Từ đây, có khá các tranh cãi trên các diễn đàn của Nhật Bản vì họ cho rằng lũ con buôn đang ngáo giá vì sự chênh lệch giữa các nhân vật không hề phản ánh rõ ràng mức độ yêu thích của các fan. Theo bạn, nhân vật nào trong ban nhạc đoàn kết xứng đáng có giá cao nhất? Comment xuống phía dưới cho chúng mình biết nhé. Một fanpage light novel nước ngoài vừa qua đã chia sẻ tâm thư của một dịch giả light novel trên mạng. Theo đó, translator này đã nhận dịch cho một bộ light novel có tựa là Chuyển sinh thành phò. Với cốt truyện kể về một cặp trai gái bị xe tải đâm và isekai, nhân vật nam sang thế giới khác trở thành gái bán dâm, sau đó không còn sau đó nữa, vì dịch giả này đã không chịu nổi độ mặn của light novel này để tiếp tục dịch truyện, trừ khi có ai donate đủ tiền thì may ra anh ta mới tiếp tục project. Dịch giả này cũng không hề lên tiếng chê bai hay có ý cho rằng thể loại isekai của Nhật Bản đang trở nên lố bịch, mà đơn giản chỉ là anh ta không thể thấm nổi cốt truyện này mà thôi. Bộ truyện Isekai làm phò cũng đã được một vài fanpage ở Việt Nam chia sẻ, thậm chí nó còn được dịch đủ hai cuốn trên các trang Leak Light Novel. Anh em nào đã đọc bộ Light Novel này có thể cho biết nó mặn tới mức độ nào được không? Nếu các bạn đã quá quen với văn hóa hai tên thì chắc chắn sẽ hiểu được Rule 34 đã thiếu nhân từ như thế nào trên Internet. Ví dụ như một cái short video ASMR từ năm 2022 giờ đã bị đào lên và nhét vào content hai tên.
Trên thực tế, âm thanh đến từ các miếng phô mai xếp chồng lên nhau chắc chắn đã khiến cho nhiều người trong số chúng ta tưởng tượng ra điều gì. Cái trend này nổi lại cũng bắt nguồn từ một cái copy paste từ những thành phần hạ đẳng trên nhiều mạng xã hội. Nếu ai hay lướt các bài đăng tiếng Anh thì khả năng cao đã thấy cái thứ này rồi đấy. Tiếp theo sẽ là một bài review về một bộ manga kinh dị của bạn Heidi Snowy, nàng tiên cá, một hình tượng đầy ma mị và huyền bí, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong cả truyền thuyết lẫn văn hóa dân gian. Nàng tiên cá đã thu hút và quyến rũ trái tim của hàng triệu người qua những câu chuyện đầy màu sắc về tình yêu, đan xen với bi kịch. Thế nhưng, các bạn có biết rằng, từng có một bộ manga kinh dị tên là School Ninjio, xuất bản vào năm 2006 của tác giả Yoshitomi Akihito, cũng lấy chủ đề về nàng tiên cá không? Bộ manga này tập trung đào sâu vào bên dưới vẻ bề ngoài mê hoặc đó, nhằm làm nổi bật lên những yếu tố ma mị và kinh dị của hình tượng nàng tiên cá, giúp cho người đọc có một góc nhìn khác độc đáo hơn và đáng sợ hơn. Câu chuyện diễn ra tại một trường trung học ở Nhật Bản, nơi mà các nữ sinh lan truyền với nhau một tin đồn. Vào ban đêm, tiên cá sẽ xuất hiện ở bể bơi trường. Nếu như bạn ăn thịt được người cá, tình yêu sẽ đến với bạn. Thế là hàng đêm, một nhóm nữ sinh lẻn vào trường với hy vọng sẽ bắt gặp và ăn được thịt người cá. Tuy nhiên, các nữ sinh này không hề biết rằng bản thân mình sắp sửa phải trải qua hàng loạt các sự kiện bạo lực và kinh dị đến mức tuyệt vọng, khi mà truyền thuyết về người cá kia vẫn còn chứa rất nhiều bí mật đen tối và kinh dị. Tuy nhiên, để cốt truyện vận hành và phát triển theo một cách hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo được tính kinh dị và ám ảnh cho người đọc, thì không thể kể đến các nhân vật trong truyện, cụ thể ở đây là nhóm nữ sinh, những kẻ đi săn người cá. Tác giả Yoshitomi Akihito đã khắc họa các nhân vật một cách xuất sắc qua những trang truyện mà có thể khiến cho bản thân mình và các bạn đọc khác phải vừa ám ảnh, vừa ấn tượng. Sự kết hợp giữa những hình ảnh đáng sợ, những phân cảnh đẫm máu ám ảnh và bầu không khí căng thẳng tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ. Bộ manga xứng đáng được đánh giá cao với sự xuất sắc trong việc kể chuyện và tạo ra một vài đậm chất kinh dị nhưng cũng sâu lắng không kém. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các số chuyển động lần sau.